Đối với những người yêu cầu lông, quần cán là một phụ kiện không thể thiếu trong ba lô của mình. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại quần cán khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về tất cả các dòng sản phẩm này. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những dòng quần cán thông dụng nhất và đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Các bạn thân mến, hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều các loại quần cán khác nhau. Tuy nhiên là chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, ở video này chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu tới các bạn những loại quần cán thông dụng nhất. Loại đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn, đấy là loại quần cán mà chúng tôi tạm gọi là quần cán cao su loại mỏng. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có rất là nhiều hãng: Yonex, VS, Victor, Giotto, Tan, vân vân, và còn rất là nhiều hãng khác nữa. Đặc điểm chung của cái loại này là chúng ta nhìn thấy là tất cả các hãng thì họ đều đóng gói rất là nhỏ nhỏ xinh xắn như thế này. Tuy nhiên thì ngoài những cái loại này thì có riêng cái dòng Yonex thì họ sẽ có thêm một cái cách đóng gói nữa là đóng gói theo một vỉ 3 chiếc như thế này. Ở đây thì lát nữa chúng tôi sẽ mở ra để các bạn xem chi tiết hơn. Và bây giờ chúng ta thử mở cái quần cán Yonex để các bạn xem chi tiết nhé. Yonex thì từ trước đến nay vẫn được biết đến là một trong những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Và cái cách đóng gói của họ cũng rất là cẩn thận. Mỗi một sản phẩm đều bọc thêm một cái túi ni lông như thế này. Chúng ta thử mở ra xem. Đây. Đó. Chúng ta bóc ra xem nhé. Bên ngoài là một lớp băng keo. Cái này để các bạn sẽ chốt lại cái đầu dây quấn vợt khi mà chúng ta quấn xong vào quần cán. Đây là cái dây quấn cán. Cảm giác rất là mềm, êm. Và phản hồi khách hàng khi sử dụng sản phẩm này là rất là êm, mút, chắc tay. Mặc dù rất là mỏng nhưng rất là êm, mút và chắc tay. Khi mà quấn thì chúng ta sẽ bóc cái phần lớp ni lông ở phía trên này ra. Đó. Đối với sản phẩm Yonex thì họ cái sản phẩm này họ không làm cái phần gân hay là phần lỗ thoáng khí. Tuy nhiên là cầm rất là chắc và thoáng. Đó. Đây, loại thứ hai là họ đóng gói theo vỉ 3 chiếc như thế này. Đó. Trong này thì họ cũng để sẵn ba cái băng keo để dán vào đầu phần quần cán vợt khi mà chúng ta kết thúc. Đây, ba chiếc. Đó, nối liền nhau. Không cần phải cắt khi sử dụng nữa. Đó. Đây, họ đã cắt sẵn rồi. Rời từng cái một. Một cái này. Hai cái này. Đó. Quấn cho một vị chúng ta dùng dần. Cái vỉ này thì có khác gì so với cái quần cán nhỏ này không? Đó. Đánh giá chung của mọi người thì dùng nó giống nhau, nó chỉ đóng gói khác nhau thôi. Đây, chúng ta thử bóc cái quần cán Victor này. Quần cán Victor thì nó cũng được cấu tạo tương tự như là quần cán Yonex. Cái này cũng không làm lộ thoáng khí. Đó.
thì in logo Victor. Mình chỉ bắt các bạn nhìn dụng kỹ thôi. Loại này thì dùng cũng tốt, tuy nhiên là cầm thì cũng không thích bằng cái cuốn cán của Yonex. Thứ ba chúng ta xem cái của Yoto. Đây, Yoto cũng in logo nổi trên này và nó cũng có cấu tạo y hệt như là cái cuốn cán của Victor. Cái này thì mọi người hay dùng hơn này. Cái này cầm cũng thích. Cái này là một cái sản phẩm mà mọi người đang ưa chuộng nhất vì nó rất là rẻ và cầm thì nó cũng thích mà giá lại rất là rẻ. Cái này nó có tạo cái cuốn cán của nó hơi khác hơn so với các phòng trước là nó có những cái lỗ gân thoáng khí này. So với giá tiền thì dòng này dùng thực sự là tuyệt vời, rất là êm. Sau đây thì chúng ta sẽ thử trải nghiệm cuốn cán sản phẩm VS trên cán vợt. Đây là kết quả chúng tôi vừa thử nghiệm cuốn thử. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy các cái đường vân. Đây, đường vân rất là thoáng khí và chắc tay. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái loại cuốn cán thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn. Đấy chính là cái cuốn cán dạng gân. Thử mở ra xem nhé. Nó cũng bao gồm một sợi dây để chốt sau khi chúng ta quấn cán xong như thế này. Suốt chiều dài của cái dây quấn cán này chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều lỗ thoáng khí và nó được may thêm một cái đường vân cao su ở chỗ như thế này để tạo độ bám. Sau đây thì chúng tôi sẽ thực hiện cuốn thử trên cán vợt cho các bạn xem nhé. Đây là sản phẩm mà chúng tôi đã cuốn thử trên cán vợt. Đó, các bạn nhìn thấy là ngoài các cái lỗ thoáng thì nó còn được cấu tạo các cái đường gân này, các đường gân tạo các cờ, tạo độ ma sát, đó, chống trơn trượt. Nó đặc biệt là đối với những người mà hay ra nhiều mồ hôi tay. Chống trơn trượt rất tốt. Loại cuốn cán thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là cuốn cán dạng vải. Loại này thì rất là dày, êm và độ ma sát cũng rất tốt. Tuy nhiên mà hạn chế của nó là tay cầm sẽ bị to. Đây chúng ta thử bóc thử ra xem nhé. Nó cũng có phần để chốt đồ vật này. Bên trong có một lớp băng dính này, mặt bông nhá, bên trong có một lớp băng dính này. Khi quấn thì chúng ta sẽ bóc cái phần băng dính ra, nó sẽ dính chặt vào trong quần cán. Chúng tôi sẽ quấn thử cho các bạn xem nhé. Đây là sản phẩm mà chúng tôi đã quấn thử lên cán vợt. Đây là quần cán vải. Đó, cảm giác thì tay cầm hơi to. Thông thường khi mà người ta quấn cái cán này ấy, là tay phải to, người chơi dùng tay to, cái người nhiều mồ hôi. Và khi dùng người ta thường là người ta bóc cái quấn cán cốt của vợt ở bên trong ra thì người ta quấn cái này càng dễ cầm. Ngoài cái cách đóng gói một chiếc này thì còn có thêm một cái cách đóng gói nữa mà tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đấy là người ta đóng gói theo cuộn to, cuộn lớn như thế này. Đó, một cuộn này là 10 mét.
Và thông thường khi dùng thì mỗi một lần cuốn cán thì mất khoảng độ 70cm. Và một cuộn này được khoảng 14 chiếc. Đó. Cái này thì khi chúng ta dùng thì chúng ta sẽ cắt ra từng đoạn. Nó cuốn đến đâu chúng ta cắt đến đó. Ngoài ba loại cuốn cán chúng tôi vừa giới thiệu thì còn có thêm một cái loại cuốn cán nữa. Cái này thường là dùng cuốn cốt, rất là êm. Cấu tạo của nó cũng tương tự ạ. Có một cái đầu để chốt cho cuốn cán xong. Đó. Cái đặc điểm của cái này là nó rất là dày. Dày, xốp và êm. Rất là êm. Rất êm. Bên trong cũng có một lớp băng dính. Chúng ta là dính chặt vào cái vòi cán rồi. Dính chặt vào cái vòi cán rồi. Như vậy là chúng tôi đã vừa giới thiệu tới các bạn những loại cuốn cán thông dụng nhất. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ giúp các bạn lựa chọn cho mình được một loại cuốn cán phù hợp nhất. Cảm ơn các bạn.